Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình lúc này là chiếc Xiaomi Pad 5 Pro. Chiếc Xiaomi Pad 5 Pro này thì đã được ra mắt vào tháng 9 gần đây thôi. Phiên bản mình đang cầm trên tay là phiên bản chạy Snapdragon 870, bộ nhớ trong RAM là 8GB, bộ nhớ trong 256GB. Con này có điểm đặc biệt mà các bạn phải nên biết, đó chính là nó hỗ trợ tần số quét 120Hz. Như các bạn có thể thấy ở đây, ra vào refresh rate đấy 60 120Hz, đấy cứ để 120Hz để dùng cho sướng. Máy tính bảng này thì là 11 inch, nhưng mà có được trang bị tấm nền là IPS LCD. Giá mà nó trang bị tấm nền là AMOLED vào đây thì khá là tuyệt vời. Con này thì về trải nghiệm cầm nắm tổng thể, theo mình đánh giá sau khi đã trải nghiệm thì khá là ok. Nó thích hợp để chơi game là nhiều. Đây mình tải rất nhiều các tựa game. Đấy. Với màn hình to 11 inch như thế này thì chúng ta cầm chơi game rất là sướng. Nhưng mà cái điểm khá là bất tiện trên cái máy này là vì các khung viền là vuông này, chúng ta cầm vào tay này nó rất bị cấn. Còn loa thì nó có bốn loa ở hai bên như này. Đánh giá của mình về chiếc Mi Pad 5 Pro sau khoảng 2 tuần trải nghiệm thì nó chỉ là một chiếc màn hình to thôi để giải trí, màn hình tần số quét cao 120Hz và giá rất là hợp lý. Camera chụp ảnh như này thì cứ để cho có thôi. Và có một cái chế độ là Mi PC ấy, nhưng mà chúng ta phải lên mạng để cài vào thì mới dùng được chế độ Mi PC đấy. Còn mình hiện tại chưa cài vào nên là chưa biết dùng như thế nào. Chơi game trong quá trình lâu dài thì con máy này thì ok. Con này thì cũng có chuẩn Wi-Fi L1. Chuẩn này thì giúp chúng ta là xem nội dung Netflix tốt hơn. Độ phân giải Full HD. Với mình mà nói thì con Mi Pad 5 Pro này rất đáng mua trong tầm giá của hơn 10 triệu. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Hẹn các bạn ở clip sau.